Mời s Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú quý chị đang xem trên kênh YouTube của Mời làm Bình Dương nha. Và trong video buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục 15S sẽ cập nhật một cái uh, hai cái tin rất là mới của anh Huy Sang và anh Linh Tý, chị Bích Trâm nha. Thì cách đây là 15 phút trước anh Huy Sang uh, có một cái bài viết uh, khá là đặc biệt như thế này mớm nuốt luôn sân khấu lớn nhất nước úc Võ thị hồng loan và bên dưới thì anh huy sang có chia sẻ một cái tấm hình chị à, hầm chị hồng, à, hồng loan ha à, chụp một cái tấm hình há miệng rất là to ra luôn à, thì phía trước đó chính là à, sân khấu à, như là nhà nhà hát đúng là nhà hát opera đây là một trong những biểu tượng của nước úc nha bà con rất là nổi tiếng khi mà chúng ta đến với sydney thì chúng ta không thể nào mà không ghé nhà hát opera này đây là một trong những địa điểm gọi là đặc biệt nhất luôn thì trong tấm ảnh này chị hồng loan gọi là há rất là to ra hả há miệng rất là to ha để giống như là đang nuốt chửng cái nhà hát opera này như vậy đó quá là tuyệt vời luôn rất là hài ha thì bên dưới có rất là nhiều những bình luận để mình làm bếp đọc một số những bình luận cho bà con cô bác chúng ta cùng nghe Khán giả xin vũ thì nói mỗi bả đẹp ghê. À, khán giả Haruto Aito thì bình luận chị mớm đi đâu cũng đem theo sự hài hước đến đó hết á. À, thì khán giả đăng khoa bình luận bản sao của anh năm mà. Khán giả Lam Nguyễn thì bình luận thương hồng loan quá nè. Khán giả Nguyễn Hiền bình luận anh Tư Sang này dìm em út mớm quá nha. Cà, cà, Khán giả Lê Nguyễn Hồng Nhung thì bình luận bỏ tài bà mớm Khán giả Nguyễn Thị Trung, mắm dễ thương quá, chúc đoàn thành công nha. Đó. Thì à, cách đây à, 3 giờ trước à, anh à, anh Sang cũng đã có đăng một cái đoạn video ngắn. À, chắc có lẽ là à, đại gia đình đang dùng tiệc à, buổi tối ha, cùng với là cô Mỹ nè. Thì à, trong à, trong hình thì các cô chú anh chị thấy à à đây để um, mình làm hết mở cái đoạn video này cho bà con cô bác chúng ta cùng nghe nha À, thì như các cô chú các chị vừa nghe đoạn video vừa rồi thì à, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long có vẻ là đang phàn nàn về cái thực phẩm à, tại một cái nhà hàng à, do là À, người việt chúng ta ha, dùng những cái món đa số là những món chính là chủ yếu ha còn ở nước ngoài thì người ta dùng nó hơi tái hơn cho nên khi mà dùng bữa tiệc tại nhà hàng thì nghệ sĩ ưu tú kim tự long thấy nó tái quá cho nên là muốn nhờ nhà hàng là gọi là nấu chính lại cho nên nhưng mà có lẽ là cái gọi là cái ngôn ngữ tiếng anh của à, nghệ sĩ ưu tú kim tự long à, có hạn ha cho nên là nghệ sĩ ưu tú mới À, dùng cái điện thoại để mà nó dịch ra tiếng anh để cho bên nhà hàng họ làm lại nha rất là vui luôn đó à, thì đây là một trong những đoạn clip mà chúng ta thấy được nguyên tim à, gồm có là anh hai vũ lương chị ba bình tinh nè à, chị hồng loan nghệ sĩ ưu tú kim tử long à, anh huy sang à, chị ni ở à, mọi người đang dùng buổi tối cùng với là cô mỹ tại nhà hàng nha à, rất là đặc biệt nha rồi À, một cái thông tin tiếp theo mà 15 mết muốn cập nhật cho bà con cô bác à, quý cô chú anh chị đó chính là một cái tin từ à, anh Linh Tý và chị Bích Trâm nha rất là đặc biệt luôn. Thì cách đây là hai giờ trước anh Linh Tý và chị Bích Trâm có một bài viết như thế này. vắng chủ nhà gà cũng không mọc được đuôi tôm đâu đừng mơ vì đã có tí canh cửa ha ha và bên dưới thì à, anh Linh Tý à, đứng ở trước bàn thờ của chú Duy linh chạm cái cây kiếm À, rất là đặc biệt của chú Du Linh để lại nha. Và đã có 293 lượt comment, 14 lượt chia sẻ và 4001 à, lượt like nha. Để 15 ít đọc một số bình luận của khán giả cho bà con cô bác chúng ta cùng lắng nghe. Khán giả liên liên thì bình luận, thích em Linh Tý, em thật sự là người hùng. Ngay từ những ngày đầu đã mạnh mẽ bảo vệ lại phải. Rồi đến lúc diễn trên sân khấu, một hành động nhỏ lấy nước mắt, à, lấy nước cho Loan uống cũng À, khiến chị cảm động vì sự quan tâm chu đáo dành cho em gái. Khán giả Thị Bảo Ngọc Kiên thì bình luận anh tí tội nghiệp và chăm keo kiệt à, thật đáng yêu à, vậy mới xứng là cháu của ông nội chứ. Khán giả Trịnh Nguyệt Nga thì bình luận nhất vợ chồng Linh Tý đấy vắng hồng loạt đã có cảnh sát khu vực để bảo vệ. Khán giả Nguyễn Lan thì bình luận tuyệt vời Linh Tý và Bích Trâm muốn gì phải quá ải của Linh Tý trước, kha kha. Khán giả Hoa Mai thì bình luận, Linh Tý rất hoài phong với gương mặt hiền lành và phúc hậu, mãi ủng hộ vợ chồng em. Khán giả Nga Lê thì bình luận thêm như thế này, riêng ông Tý nha, mình có cảm giác ổng với Loan như anh em ruột á, thấy ổng gần gũi, nhẹ nhàng, như một người anh thật sự luôn. Và bên dưới thì có thêm ba câu trả lời của khán giả. À, khán giả Phương Hoàng, Tiểu Vi và Nga Lê như thế này à, Tí, Sang Ni, Thương Hồng Loan, cái cách mà họ thương, họ bảo vệ nhẹ nhàng như em gái của chính họ vậy Khán giả Tiểu Vi thì nói, và đặc biệt, à, cảm giác tình thương chân thật như một người anh, thật sự Khán giả Nguyễn Anna Cát Tường thì bình luận như thế này Khệ thế mà bọn kền kền, không thấy nhục đau nhở, khà khà Khán giả Thiện Nhân thì bình luận yêu hương tí tội nghiệp và trăm dễ thương, lúc nào cũng bảo vệ mớm đến cùng, nha em trai. Khán giả Linh Nguyễn thì bình luận tí tội nghiệp giữ nhà, à, thôi hồng loan về, à, đừng đòi đồng sở hữu nha. À, khán giả Trần Minh là fan cứng thì cũng đã bình luận như thế này. À, thương, à, thượng Phương Bảo Kiếm, ông nội đã giao cho tí kha kha. Khán giả Hưng Vinh thì bình luận, tỷ trầm tranh thủ chủ nhà đi vắng đến nịnh ông nội cho đất, nhưng nhớ là lập vi bằng luôn, không để lâu, không có bằng chứng đâu. Quả là tuyệt đúng không bà con cô bác? À, thì hôm nay, à 15 mết quay hình tại mộ của chú Linh cũng có một cái chuyện rất là kỳ lạ. Thì có một à, ông anh, à, lúc đó là buổi trưa, chỉ có một mình chị Bích Quay tại mộ thôi thì chị Bích cũng đã có kể lại cho tất cả các anh em nói à, nói là là ông anh này á, là từ uh, ở bên Anh về bên nước Anh đó bà con và trước đây á là ở bên Úc là chú Du Linh đã có dạy anh này uh, ca hát và nhận anh này là đệ tử ha uh, thì hôm nay là anh này uh, uh, về sáng nay thì vừa về uh, tới sân bay Tân Sơn Nhất và đó là và sau đó là lên mộ. À, trưa nay thì anh này có nói là à, tính sinh là ngủ lại qua đêm tại mộ của chú du linh nhưng mà không biết như thế nào cho nên nó là chạy ra ngoài bảo vệ để xin bảo vệ xem như thế nào và rước thêm hai người bạn nhưng mà khi mà gặp các anh em youtube thì anh này anh mới đi ra ngoài đó chạy xe đi ngoài đó luôn à, và không có quay trở lại bà con cô bác à, đi luôn không thấy, không thấy đâu luôn thì đây có lẽ là một trong những câu chuyện lạ kỳ. Khi mà chị Hồng Loan qua bên Úc thì lại xuất hiện những cái câu chuyện lạ ừ. như vậy. À, nói là đệ tử của Du Linh và người này đến cũng đã lao mộ chú ha. Và cái điều đặc biệt là muốn ở lại qua đêm. À, thì như các cô chú anh chị biết rằng ha, những người hình như là nào giờ chưa có ai chưa có ai muốn ngủ lại qua đêm tại mộ của chú Linh kể cả à, tri kỷ của chú ví dụ như là má tư quốc thanh hoặc là chú Linh tâm thì cũng chưa có bao giờ à, gọi là suy nghĩ đến cái gọi là cái việc là ngủ qua đêm tại mộ đó thì đây có lẽ là một trong những chuyện rất là kỳ lạ ha thì à, 15 lăm cũng đã nhờ chị bích à, chụp hình lại ghi một đoạn mà cái anh đó anh cũng đã à, à, ở lại tức là lao mộ lúc mà lao mộ chị bích cũng đã ghi lại hình lại rồi thì bà con cô bác xem thì có nhiều người nhiều khán giả cũng đã góp ý là có lẽ đây không phải là việt kiều tại vì à, thường là việt kiều mà người ta mà ta về nước thường á là sẽ một là đón xe tức là nếu mà mà không có người thân đi theo cùng á thì người ta sẽ thuê xe à, để mà lên viếng mộ đi xe ô tô bốn bánh hoặc là đi bằng grab thay bánh đó thì thường là anh em tại mộ là thường thấy như vậy việt kiều mà về nước thường là À, chỉ có hai trường hợp như vậy thôi hoặc là đi cùng người thân đi cùng một hoặc là hai người thân lên đến mộ viếng mộ đó tại vì khi mà họ nước ngoài họ về Việt Nam thì chắc chắn sẽ có người thân đi theo đa số là như vậy ha còn anh này hiện đi một mình nhưng mà đi bằng xe máy nha thì anh nói là anh việt kiều à, à, gọi là việt kiều Anh á tại vì anh nước Anh về mà à, do anh cũng có kể với Diệp Bích nói là lúc mà chú lên mắt, ảnh không có về được đó cho nên kỳ này về được thì nói chung là rất là xúc động ha hình như là anh cũng có khóc ở trước mộ của chú luôn nhưng mà cái này là 15 m mình chỉ nghe lại chị bích nói thôi à, thì như các cô chú anh chị thấy hiện tại thì à, theo dự đoán của các anh em khi mà chị hồng loan à, qua úc thì tất thì dĩ nhiên tại mộ chú du linh nhiều khi sẽ có những cái hành phần xấu họ sẽ trò trộn vào lợi dụng cái cơ hội mà chị hồng loan không có tại việt nam để mà làm những cái hành động xấu thì có thể có thể à, chúng ta không có loại trừ những cái trường hợp à, như mà 15 lăm mét vừa kể ha đó thì à, trong cái à, bài viết à, lần này thì anh Linh Tý anh cũng có kể cũng có nói ha à, nói chung là vắng chủ nhà thì gà cũng không mọc đuôi tôm được đâu à, đừng có mơ vì đã có tí cành cửa thì hiện tại là anh ở dưới nhà chị Hồng Loan thì cũng đã có anh tí rồi đúng không bà con cô bác nhưng mà ở trên mộ thì cũng còn rất là nhiều các anh em tại mộ của chú linh lúc nào cũng có hết à, chỉ trừ buổi tối thôi à, nhưng mà buổi tối thì cũng đã có bảo vệ rồi cũng đã có cái camera rồi, đúng không nói chung là cũng khá là, là an ninh luôn cho nên mong rằng bà con cô bác chúng ta cứ yên tâm về cái vấn đề đó nha rồi đến đây thì 15 lâm hết bình dương cũng xin phép là khép lại video này cảm ơn tất cả bà con cô bác quý cô chú quý chị rất là nhiều bà con xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới ha còn bây giờ xin chào và แน่งกลับไป